Đây, tại vì bộ Bootchain sẽ hướng dẫn anh em đánh những cặp đồng tiền khác nhau trên Bootchain nha tất cả các cô anh. Mai mình sẽ làm một cái clip cho các bạn vào giờ dơm mà nghe lệnh đánh nha các bạn. Nay mình hướng dẫn các bạn đánh để sai những cặp lệnh tiền là thật là đáng tiếc nha các bạn. Rồi các bạn lít chiếc phần link mua thành mở và mở đăng nhập vào một cái tài khoản các bạn, rồi bạn lít vào dưới gạch đây nè. Đây thì có những cặp tiền như cặp BTC qua U đánh qua USDT nè, ETH USDT nè. Sau khi các bạn vào lệnh mà nghe người ta đánh cặp tiền nào thì các bạn bấm vào cặp tiền đấy nha. Mình ví dụ như đánh cặp tiền TR ETH qua USDT đi, mình nhấp, các bạn nhấp vào nha các bạn. Nhấp vào đây nè. Thôi sẽ đứng rồi. Rồi các bạn nhấp vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào ba chỗ gạch nè. Các bạn lock lại trang nha các bạn. Chờ nhà chút nha các bạn. Rồi các bạn lock lại trang nha. Rồi các bạn bấm add AD nè. Hoặc bấm add AD nè. Được không đó? Không phải các bạn ơi. Các bạn lock lại trang cũng được các bạn ơi. ETH qua USDT nha các bạn. Các bạn chờ chút nha các bạn. Ban đêm này chắc này vào đánh này, nhiều người đánh cái sàn này cũng hơi ấy, sàn này chạy rất mượt nha các bạn. Bạn nhớ like và subscribe của mình nha các bạn. Rồi sau khi lót lại trang là con này hiện cặp tiền lên nè. Ta mạng yếu rồi các bạn, mình đang quay video bạn nè các bạn, nó sẽ ra cặp tiền nè, cặp tiền ETH qua USDT nha các bạn. Vậy video mình kết thúc, mọi thắc mắc hiểu các bạn đừng like comment với các bạn, nhớ like subscribe ủng hộ kênh mình để cập nhật phương án của chain này cho các bạn nha các bạn, cho các bạn kiếm tiền các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé các bạn.